Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc trồng mới, chăm sóc và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã mang lại hiệu quả tích cực. Hệ thống cây xanh không chỉ tạo bóng râm, góp phần làm giảm nhiệt độ nền đô thị, tạo sự trong lành cho môi trường mà còn tạo mỹ quan cho đô thị. Tuy vậy, việc trồng mới cây xanh ở thành phố Bạc Liêu cũng đã nảy sinh những bất cập. Có những tuyến đường vì nhiều lý do mà cây xanh do ngành chức năng đầu tư khá nhiều tiền để trồng nhưng sau đó lại bị chết hàng loạt, vẫn không được xử lý, làm cho người dân bức xúc. Thời gian gần đây, phóng viên tiết mục Góc nhìn đô thị nhiều lần nhận được phản ánh của người dân cư ngụ trên địa bàn khóm 5 phường 2 và khóm Trà Khai B phường 8 về tình trạng hàng trăm cây me do ngành chức năng trồng đã chết khô. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường dọc theo bờ kè kênh sáng Bạc Liêu Cà Mau, đoạn từ cầu Công Xê Rượu thuộc địa bàn khóm 5 phường 2 đến đoạn ngang cầu Dần Xây thuộc khóm Trà Khai B phường 8 thành phố Bạc Liêu, có hàng trăm cây me được các ngành chức năng trồng chết khô trơ trụi. Nhiều người dân ở khu vực này cho rằng tuyến đường kè này chỉ cách mép nước vài tấc, ngành chức năng mang cây me trồng là không thích hợp. Bởi vào thời điểm triều cường, tàu chạy, nước mặn tràn lên thì cây me khó sống. Đã vậy lại trồng vào thời điểm trước Tết, lúc cao điểm mùa hạn nên cây chết khô là khó tránh. Me này thì theo tôi biết là khoảng tháng 10 năm rồi, tháng 10 năm 2019. Cũng có thấy tưới nước mà ngày tưới một lần mà thấy lúc này theo quan điểm của tôi là lúc, theo thời điểm đó là trồng là nó bị khô quá, thành ra nó tưới không lợi đâu, tại vì tưới không có thể mà kịp được, tại vì lúc đó nắng dữ lắm, thành ra tưới nó không kịp để cho nó sống đâu, không ra cái tỷ lệ là bây giờ tôi thấy là nó bị là chết hơn phân nữa. Với khoảng cách trồng cách nhau 6 mét mỗi cây, trên tuyến đường này có hàng trăm cây me được ngành chức năng trồng. Song số cây sống được chưa đến 30%, số còn lại cũng đang dần lụi tàn. Trong khi đó, hàng loạt cây xanh các loại do người dân tự trồng đều phát triển xanh tốt. Cây me chết hàng loạt gây lãng phí lớn về công sức, tiền của. Qua tiết mục Góc nhìn đô thị, người dân thành phố Bạc Liêu mong muốn ngành chức năng thành phố sớm có giải pháp xử lý đối với hàng cây me chết khô gây phản cảm và lãng phí ngân sách nhà nước.